Thầy chào các em. Buổi sinh hoạt lớp ngày hôm nay, trước hết thầy mời bạn lớp trưởng thông báo về tình hình học tập của lớp trong tuần học vừa qua. Thưa thầy, trong tuần vừa qua các bạn đều hay giơ tay xây dựng bài, còn một số bạn thêm vào muộn vì do thiết bị tuần trước đã không trong tuần này. Nhìn chung các bạn đã có ý thức tốt, tích cực trong tuần lễ thi đua chào mừng lớp Việt Nam 20/1. Đặc biệt hôm nay ngày 20/1, chúng em từ thầy lớp 12B sẽ gửi được lời từ thầy qua một video được chuẩn bị từ trước. Muốn sang phải bắt cầu kiều, muốn con hay trước phải yêu lấy thầy. Chủ tướng tôn sư trọng đạo, từ đó là ông cha ta đúc kết với những người ta giao, mà thể có những lời bài hát. Không chỉ thế, thì tôn vinh giá trị, làm với những người làm bài giáo. Và nhớ ta lấy ngày 20/1 là ngày giáo Việt Nam, và tổ chức lần đầu tiên vào năm 1958. Mỗi người sinh ra đều có quyền được học tập, tiếp thu tri thức, và để có được điều đó thì việc có những người truyền đạt tốt vô cùng quan trọng. Thật vinh hạnh cho em khi được học tập tại ngôi trường mang tên Trung học phổ thông Nguyễn Văn Cử, nơi mà có được ngôi giáo viên tâm huyết với nghề, có trình độ chuyên môn cao, yêu thương học sinh. Và có lẽ với em cùng toàn thể các bạn trường 12B không khỏi biết ơn đến những thầy cô giáo đã và đang công tác ở mái trường này, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm, người cha thứ hai của chúng em, thầy Nguyễn Văn Nhương. Thầy đã có gần 10 năm giảng dạy tại trường, đã đưa nhiều chuyến đầu cả bên đại học với những thành tích xuất sắc. Sự nhiệt huyết của thầy với công việc luôn được mọi người ghi nhận. Dù trải qua 3 năm Covid, nhưng thầy trò chúng em vẫn có những kỷ niệm đáng nhớ khi tham gia những hoạt động mà đoàn trường tổ chức như kéo co, văn nghệ, cắm trại và hơn thế, hay kể cả những lúc đứng bạn trên lớp. Vui có, buồn có, tự hào có và thất vọng cũng có. Tuy chi đoàn đã tích cực trong thi đua và những thành tích nhất định, nhưng đôi khi khiến thầy vẫn phải nhắc nhở vì còn thiếu nghiêm túc, thiếu tính chuyên nghiệp khi làm việc tập thể hay học tập còn chưa tập trung. Giờ đây, khi đã cùng thầy đi đến gần cuối chặng đường của đời học sinh để chuẩn bị cho một trang vở mới, một cuộc hành trình mới trên đường đời, em càng thêm chân quý hơn những kinh nghiệm, kiến thức cùng với sự chu đáo tận tình của thầy dành cho chúng em. Nhân ngày 20/11, đại diện lớp, em xin chúc thầy ngày nhà giáo thật vui vẻ, sức khỏe dồi dào để tiếp lửa cho những mầm non mai sau và gặt hái được nhiều thành công trên hành trình lái đò của mình. Hòa trong không khí chào mừng lễ kỷ niệm 63 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, tập thể lớp 12B và giáo viên trên cả nước nói chung, kính chúc các thầy cô ngày 20/1 vui vẻ, mạnh khỏe, luôn tràn đầy nhiệt huyết và luôn tin cho mình làm yêu nghề trên lửa, truyền tri thức đến thế hệ học sinh mầm non tương lai của đất nước.